yêu là chọn. Liệu chuyện tình của bộ ba này sẽ tiến triển thế nào? Cô gái nào sẽ chinh phục được Tùng? Bây giờ mình kiếm chỗ này ngồi, mình tâm sự chia sẻ với nhau xíu ha. Mẹ, không biết là lúc này, lúc mà từ đầu á, chưa gặp mặt với lại lúc sau gặp mặt á, không biết là hai bạn có nhận xét gì về mình không ạ? Về tính cách thì thấy trong đó thấy là ghi là nóng và phản tính, sợ lắm. Nên khi mà gặp Tùng ở ngoài thì thấy Tùng cũng nhẹ nhàng, chia sẻ với Yến được nhiều. Cũng có nhiều điểm chung, Yến thích nhất là ở ngay chỗ biết lắng nghe và chia sẻ cô Tùng rất là nhiều. Tại vì hình như là chỗ đó mình giống nhau. Tùng nói thiệt, cái chỗ mà nói ỏ khi mà mình bảo là mình nóng tính và thẳng tính thì thực ra là như thế này. Bởi vì Tùng là một người có cá tính khá là mạnh. Bởi vì ngay từ ban đầu, như là từ khi mình bước chân vào Sài Gòn đi học hay gì đó, mình đều muốn là với lại là trong gia đình mình là người anh cả. Và mình với bố mẹ với anh em trong gia đình thực sự là rất thương nhau, nhưng gọi là cũng ít nói, ít gọi là ít thể hiện tình cảm với nhau, nên cũng khô khan, nên nó hình thành con người mình là cũng là khá là cứng rắn. Và khi trong cái môi trường công việc và môi trường bạn bè thì hầu như là đến 80-90% bạn của Tùng á là lớn tuổi hơn rất là nhiều. Lớn chủ yếu là từ 85 trở về trước á, nên mình tiếp xúc với họ nhiều á thì mình cũng cảm giác là với những người mà người ta từng trải nhiều hơn mình á, khiến con người mình là nó cũng mạnh mẽ, cũng cứng rắn hơn, và nhiều khi nó cũng hơi thô ráp. Thực ra nói nóng là không phải là nóng bất chợt hoặc là thế này kia, mà vì khi mà một người nào đó hiểu lầm mình á, hiểu lầm đúng á, mà đánh giá hoặc là có những cái hành động, cái ứng xử mà với mình mà không vừa mắt mình á, thì mình có thể là chỉ thẳng, mình nói thẳng. Đúng rồi, giống Yến luôn. Yến cũng cái kiểu giống như là thí dụ như nói cái vấn đề nào đó với Yến mà không đúng sự thật với Yến á, Yến giận lên là Yến phải gặp nói liền tại chỗ, nhưng nói thẳng đúng rồi. Nói liền tại chỗ chứ đừng có để trong lòng, thà không thích thì nói thẳng. Anh nghĩ thì đối với anh thì bao nhiêu tuổi thì anh kết hôn thì sẽ phù hợp? Anh nghĩ như bây giờ anh thì anh nghĩ là hợp rồi. Thứ nhất là mình cũng học hành thì cũng xong rồi, đi làm cũng một thời gian cũng khá là ổn định rồi. Thì với lại cái tính chất công việc bây giờ mình cũng sắp xếp được mọi thứ để mà phát triển một hướng xa hơn là mình có gia đình chứ không phải là độc thân nữa. Thì theo anh nghĩ thì bây giờ cái độ tuổi của anh là bây giờ độ tuổi phù hợp để mà tiến tới hôn nhân. Từ sáng đến giờ thì mình cũng đã tìm hiểu nhau cũng khá là tương đối. Thì bây giờ anh cũng muốn set up một trò chơi cho hai bạn. Thì hy vọng rằng là hai bạn sẽ cố gắng và coi như đó là một cái thử thách nhỏ đi, để có thể là chúng ta tìm được nhau. Thì cũng hy vọng là hai bạn sẽ cố gắng. Thì anh sẽ đứng ở đây đợi hai em. Yến sẽ cố gắng hết mình để giành phần thắng trong cuộc thi này. Em sẽ vì anh mà làm tất cả. Hai em cố gắng lên, 1, 2, 3, bắt đầu! Cả Yến và Khuê đều rất hào hứng thử sức trong trò chơi vận động đầu tiên này. Cô gái nào sẽ nhanh chân về đích trước? Tạm thời cuộc đua này em thắng cuộc, thì phần còn lại thì anh sẽ lo. Rồi bây giờ anh xin phép cổng em qua những cái đoạn đường còn lại nha. Người thắng cuộc sẽ được Tùng cổng đi hết đoạn đường khó khăn còn lại. Chưa, chuẩn bị nha. Nhảy lên đi. Rồi. Trước khi mà cuộc chơi bắt đầu á, thì mình nghĩ là mình sẽ là người chiến thắng. Tại vì chị Yến bảo là chị Yến không thích các trò chơi vận động như vậy. Mình thì mình thường tham gia các hoạt động như vậy, nên thua lượt này thì em cũng hơi rất là tiếc.
rất là tiếc. Nhìn cảnh hai bạn, bạn nam cõng bạn nữ trên lưng thì em ước chi đó là em. Hơi buồn, hơi tiếc. Trông dài quá. Cố lên, cố lên. Cố gắng lên em. Khó khăn nào cũng vượt qua. Nếu mà cho còn phần thử thách tiếp theo thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp lại phần thua vừa rồi. Thành công rồi nha. Yeah. Chúc mừng em. Em cảm giác đầu tiên của em là rất là mệt nhưng mà rất là vui. Sau khi mà mình giành được chiến thắng thì bạn nam cõng mình qua một đoạn đường thiệt là gian nan giống vậy á, cảm thấy thương bạn trai ghê lắm. Thấy tội cho bạn ấy thì đổ mồ hôi liên tục mà trong khi đó lại ghim một cục sắt nặng khoảng 40 mấy ký trên người, rất là tội nghiệp cho bạn. Nhưng mà do mình cũng đang cố gắng hết là sức, hết sức để cho bạn ấy được hiểu được là những gì mình đang cố gắng là dành cho bạn đó. Qua cái hoạt động hôm nay thì em thấy là tình cảm của em và bạn nam tiến triển thêm một xíu, hiểu được bạn ấy nhiều hơn một xíu và thấy được cái sự cố gắng, được cái tính và sói ca trong người của bạn ấy rất là nhiều. Trong cái trò chơi này á, hàm ý của em là muốn là để cho hai bạn thấy được là khi tìm tới được hạnh phúc riêng của mình á thì bắt buộc phải trải qua nhiều sóng gió và chông gai. Nhưng em đóng vai trò là một người đàn ông, là một người bạn trai á, thì cùng vượt qua, cùng nhau vượt qua cái khó khăn còn lại của cái cuộc hành trình. Thực ra thì bây giờ em cũng đang phân vân, tại vì thực ra là Yến là người thắng nhưng Khuê á, cũng đã cố gắng, thì cũng hai bạn cũng cho em thấy được thì hai bạn đã cố gắng hết sức để tìm tới em, khiến em có thể là có cái sự tin tưởng và có một cái chút gì đó tình cảm nó lớn hơn. Thì em cũng hy vọng là thời gian còn lại sẽ em sẽ có một cái nhận định và một cái sự lựa chọn chính xác nhất. Cái phần thi thứ hai á, thì phần thi này có anh gọi tạm cái tên nó là nhặt bóng tình yêu. Thì phần thi này là cả ba chúng ta là đều bịt mắt. Thì bây giờ là lát anh sẽ nói cái màu trái bóng mà anh thích nhất. Thì cả ba chúng ta cùng lật một người bảy trái. Thì sau đó kiểm tra lại thì trong hai bạn nào có cái số bóng mà trùng với cái màu mà anh nói á, nhiều hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Thì cái màu anh thích mà anh nghĩ là ở đây nhiều nhất cho cơ hội của bọn em chỉ chọn là màu hồng. Thì hy vọng là các em sẽ cố gắng và hy vọng là sẽ may mắn để lật được số bóng trùng với cái màu hồng mà anh thích nhiều hơn. Vì Tùng Yến sẽ tìm 7 trái bóng màu hồng. Em sẽ cố gắng lượm được 7 quả bóng nhanh nhất và đúng màu yêu thích của anh nhất. Em phải nhất quyết tâm phải giành được chiến thắng ở phần thi này. Trò chơi sân bóng tình yêu sẽ mang lại điều gì bất ngờ? Cô gái nào sẽ may mắn nhặt được nhiều bóng trùng màu với Tùng thích hơn? Đây này. Cho hả? Cho hả? Hành động của Tùng chắc chắn sẽ làm cô gái còn lại buồn vì sự thiên vị của mình. Trong lúc nhặt bóng em có nghe anh Tùng nói là anh Tùng tặng cho chị Yến một quả banh. Em thì em nghe cũng hơi sốc xíu, thì có thể là hai người nó đụng nhau rồi vô tình thì nên anh Tùng tặng chị Yến. Em nghĩ nếu mà anh Tùng va phải em thì anh Tùng cũng sẽ tặng em thôi. Nên không sao cả.
Khuê vẫn loay hoay một mình, dường như may mắn chưa mỉm cười với cô gái này. Mình thấy là cái rổ của mình đang rất là đầy rồi, chắc là trên 10 quả bóng màu hồng ạ. Trong lúc là đang mò thì gặp tay bạn Tùng. Bạn Tùng vừa nhặt được một quả, bạn Tùng cho mình liền. Dù không phải quả màu hồng thì Yến sẽ nghĩ đó là quả màu hồng, tại vì đó là tình cảm bạn Tùng gửi cho Yến nên Yến rất là vui và nghĩ quả đó sẽ là quả màu hồng. Chắc là Khuê không có nhận được nhiều quả bóng màu hồng giống như Yến đâu, thêm vào đó là một trái của Tùng cho nữa, cho nên là Khuê sẽ không bằng Yến đâu. Lúc đầu hơi hoang mang vì em không nhập được trái nào hết. Sau đó em nhập được trái đầu tiên, trái thứ hai, rồi sau đó vui xuống rất là nhiều. Em cũng không biết được là em chắc khoảng 12 quả. Và em nghĩ màu hồng, em hy vọng màu hồng nó sẽ được 7 quả. Không biết là chị Yến có điêu không? Nãy chị Yến nói là chị Yến quá chị banh rồi, quá chị nhiều banh rồi. Em cũng hơi hoang mang nhưng mà không sao. Em nghĩ là banh cũng nhiều gì đâu, em gom cũng gần hết rồi. Em rất là tự tin trong cuộc thi này. Sao chẳng được cái nào màu hồng mà hồng đấy. Quê được 3 trái. Đây, điểm nè. 2, 4, 6, 7 lần. Yến được 7 trái. Em chiến thắng. Xin chào hai bạn. Được biết là hai bạn tham gia chương trình tình yêu này thì mình có một cái trò chơi nhỏ. Trong hai cái rổ này thì có mỗi rổ có 10 trái banh màu hồng. Và nhiệm vụ của bạn là đứng ở ngay cái vạch này và mỗi bạn ném vào hai cái rổ đằng kia. Nếu để mình xem có bạn nào ném vào rổ được nhiều trái banh hơn. Rồi, thời gian bắt đầu. Cố lên. Áp lực nữa rồi. Tỷ số là đang là một bạn một trái. Rồi cho mình hỏi hai bạn là hai bạn tham gia cái chương trình tình yêu này thì từ đầu chương trình tới giờ thì hai bạn cảm thấy chàng trai này là các bạn cảm thấy sao? Mình cảm thấy anh Tùng là một người ấm áp, tình cảm. Còn em sao? Em thích ở bạn Tùng cũng giống như mẫu bạn trai của em, đó là năng động, mạnh mẽ. Bạn Tùng biết chia sẻ cho em, quan tâm em rất là nhiều. Giống như trò chơi lúc nãy thì bạn Tùng còn tặng bóng cho em nữa. Rồi cái trò chơi vận động đầu tiên thì hai đứa vượt qua chướng ngại vật thì bạn Tùng giống như là chuẩn sói ca vậy, cõng em qua một đoạn đường rất là dài và rất là mệt, đổ cả mồ hôi mà không có than mệt tí nào. Yêu là chọn